Xin chào mọi người, mình tên Hoa, năm nay tròn 26 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ. Mình vốn chẳng biết mặt mũi bố mình như thế nào. Theo những gì mẹ kể thì ông ấy đã vì sự xa hoa của chốn đô thành mà từ bỏ mẹ con mình. Từ đấy một tay mẹ mình nuôi nấng mình, chăm lo cho một đứa con gái đam mê trở thành vị bác sĩ cứu giúp mọi người. Mẹ mình vất vả nhiều, lao động tay chân hay làm xuyên đêm đều làm tất cả. Mình chẳng thể nói gì hơn, mình thương mẹ vô cùng. Rất nhiều lần mình muốn mẹ sẽ dành thời gian để yêu thương bản thân hơn một chút vì bà đã phó hát vất vả. Sau khi mình có thể tự lo được cho bản thân, mình khiến mẹ trở nên nhẹ gánh hơn. Từ đó mình hay dò hỏi mẹ và cố gắng muốn tìm một người đàn ông có thể chăm sóc cho mẹ, bù đắp những tổn thương mà người trước để lại. Nhưng rồi mẹ luôn lắc đầu và bảo, chỉ cần con hạnh phúc, đấy đã là niềm hạnh phúc nhất của mẹ. Những lúc như vậy mình chỉ có thể mỉm cười Mình cảm giác bà ấy đã dùng nửa đời Để cho tương lai mình hạnh phúc Và dùng nửa đời còn lại Để giỏi theo bước chân mình Thay đổi một hôm Mình thấy mẹ có vẻ khác Mẹ cười rất tươi Đôi mắt mẹ như long lanh hơn Có tia sáng và sự hạnh phúc nhỏ bé Mình gặn hỏi mãi Nhưng mẹ chẳng nói gì Chỉ bảo là mẹ vui như bình thường thôi Chứ không có gì cả Tầm 3 tháng trôi qua Mình về quê thăm mẹ Thấy một người đàn ông lạ mặt trong nhà mình có chào hỏi và đưa đôi mắt ngờ vực nhìn mẹ sau khi lên phòng mẹ đã nói rõ mọi chuyện cho mình hiểu mẹ yêu người đàn ông ấy ông ấy là người bà đã động lòng là người theo đuổi bà ấy suốt bao nhiêu năm trôi qua lúc này đôi mắt mình trưng trưng và mình thấy hạnh phúc làm sao cuối cùng mẹ cũng đã tìm được một nửa còn lại nhưng rồi có một chuyện đã khởi đầu cho tất cả bạn mình có một người bạn trai bạn trai nó là đứa rất tệ nạn mới vừa rồi đây thằng đấy vỡ nợ đâu ra cả trăm triệu còn bạn mình lỡ thương nó Nên đã cho thằng đấy mượn một số tiền kha khá Và giờ cũng đã bị cưỡng đi mất rồi Tình cờ sao con bạn nó thấy ảnh mình chụp chung cùng mẹ Và người đàn ông đang theo đuổi bà Nó giật mình trong phút chốc rồi cảnh báo Bảo rằng ông ta và người yêu nói là cùng một dù Cả hai người đều ham mê cá độ và tệ nạn Vì nó từng đi chung với bộ nó Có cả ông ta và hai người lên kèo cá độ Mình lúc ấy hốt hoảng vô cùng liền lập tức sắp xếp công việc về quê ngay lập tức đứng trước cửa nhà mình do dự một lát mới đẩy cửa vào mình nghe trong phòng là tiếng của ông ta đang nói chuyện điện thoại tôi biết rồi tôi sẽ trả cho ông mau thôi chỉ có mấy trăm triệu nhà vợ tôi lo được bà ta rất giàu có sổ đỏ cũng phải mấy quyển cô con gái còn là bác sĩ của một bệnh viện có tiếng lương tháng trăm chục triệu tôi dối ông làm gì lúc ấy mặt mình ngờ ngợ hiểu ra tất cả mẹ xưa lao động rất tích cực nên giờ có của dư của để lắm tài sản ấy đủ để lo thêm cho con của mình nữa cơ Thế là ông ta muốn lợi dụng mẹ mình Chứ không hề yêu thương gì Đợi khi vắng mặt mẹ Mình đã vạch trần ông ta và mọi người biết chuyện gì đã xảy ra không Ông ta bước tới gần mình Một gương mặt của gã đàn ông đứng tuổi không biến sắc Giọng trầm trầm Thế thì con cứ nói đi Con gái Ông ta càng đi đến gần Rồi ép sát mình vào tường Đưa đôi tay lên vén vài sợi tóc mái của mình Gương mặt ông ta thật đáng sợ Có chút biến thái, kinh tởm Thật đê tiện hèn hạ Ông ta thách thức mình và chẳng sợ điều gì ông ta đưa chiếc điện thoại đen huyền lắc lư trước mắt mình phong thái vô cùng ung dung rồi thì tôi và mẹ em sẽ sáng nhất đêm nay ông ta đã quay lại cảnh thân mật của hai người thật khốn nạn còn điều gì tồi tệ hơn thứ trẻ mạt này bây giờ mình phải làm sao đây nhìn ông ta ân cần nhẹ nhàng chăm sóc mẹ mình mẹ cười rất tươi và hạnh phúc vô cùng lòng mình đau như cắt mình biết làm thế nào mình không thể nói với mẹ mình cũng chẳng thể khiến ông ta rời khỏi mẹ mình thời gian tới mình còn phải đi công tác xa ông ta sẽ làm gì tiếp theo đây gương mặt đê tiện khi áp sát mình vào tường sự kinh tởm đó còn hiện mồn một, một trong mình mọi người ơi mọi người giúp mình với Lần đầu em thấy đúng với cái văn không hợp của mấy anh Thằng hãm không hợp biến kha khỏi đời em Là số em đó phất lên thơm phức hẳn Em tên là Khánh Hà, 25 tuổi Và đặc biệt vừa chia tay người yêu Tụi em vui vẻ bên nhau 5 năm Trong khúc yêu là tâm đầu ý hợp Một cặp trời sinh tiên đồng ngọc nữ rồi đó Mới vừa qua 2024 đi chơi khao đao về Đang xà nẹo nhau trước nhà Thì đúng một phát ông đòi chia tay Vì không hợp nhau, không chung tiếng nói Còn kiểu anh xin lỗi, thương em bé cơ Em nghe mà phát điên, thời gian 5 năm đâu phải là lá mít, nói không hợp là bỏ. Em ghét mấy cái thằng chán con này thèm con khác mà không dám nói, ngụy biện đủ thứ, khiến đối phương suy nghĩ tiêu cực. Chia tay, cây cú thế này, em đấm vài phát vào mồm cho đỡ tức. Em nhanh tay rút chìa khóa xe của ổng, phăng mạnh túi sách vào người ổng. Ổng phải bỏ xe mà chạy một đoạn. Em không thèm chấp, lấy điện thoại, ví tiền trong cấp xe, vứt mỗi thứ mỗi nơi cho tìm lòi con mắt luôn. Chìa khóa xe thì em giữ Ban khuya năm mới ngồi ăn vạ trước nhà em Thấy khó ăn quá Ngậm ngùi dắt xe về Cũng hả dạ đi Nhưng mà tình năm năm nói dứt đâu có được Đến công ty mắt em xương đỏ Còn mặt thì buồn hiu Lâu lâu lên cơn sản hò hét hận đàn ông Vứt hết ảnh em và anh ta vào sọt rác Hậu cơn sản là cả công ty ai cũng biết Khánh Hà trưởng phòng marketing bị bồ đá Chị giám đốc công ty em nghe tin nhiệt tình đến an ủi, hỏi han tình hình, thì có gì em kể hết, oan ức 5 năm quá mà. Kể chuyện cho bà ấy mà cứ phải xác nhận chục lần là em chia tay rồi, sau đó em ngồi khóc, còn bà ấy cười hì hì nói là em khóc làm gì, cứ yêu một mối khác ngon hơn là tự động quên thằng hãm đó liền. Chị không giấu em, thật ra chị khoái em lâu rồi. Em nghe hơi xà lơ, thuận tay ôm ngực né xa bà ấy, thì bị cú một phát vô đầu. Chị giải thích bà gái hai chồng, Chị giải thích bà gái hai con một chồng rồi Từ trước đến nay bảy nhâm nhe em cho thằng em trai ở nhà Chị ấy còn bảo đi coi bói cho hai đứa em rồi Hợp tuổi hợp mệnh xứng đôi vừa lứa Chị ấy vui quá còn huyết tay em bảo Để hai đứa gặp mặt làm quen Chủ nhật tuần này chị qua nhà trước em đến nhà chị ăn cơm đoàn viên ha Không phải là em muốn qua nhà giám đốc đâu Mà chị ta nhiệt tình cầm con mẹ chiến 2 tỷ qua nhà chèo kéo quá Đành phải qua nhà chị ăn cơm gặp mặt đến nhà chị uống được miếng nước thì bác trai không lòng vòng hỏi em vừa bị bạn trai đá hả em sượng trân cười trừ dạ vâng cho lịch sự bác trai cười giòn tan chỉ tay về hướng anh trai đang ngồi cạnh em bảo thằng con trai bác cũng vừa bị bạn gái cắm sừng đúng là đồng hội đồng thuyền bác trai còn vui mờm nói hai đứa em hợp nhau ghép đôi ở cạnh chữa lạnh cho nhau cũng không tệ sau bữa cơm, chắc hai đứa hậu đều bị gậy đá, nên hiểu tâm lý dễ chung tần số, nói chuyện với nhau mượt hẳn. Anh ấy tên Phong, từ tóc đến chân thì không chỗ nào chê, chấm xương xương, 10 điểm. Tìm hiểu đến hôm Valentine, chị giám đốc nhiệt tình đặt một bàn VIP trong nhà hàng sang trọng cho hai đứa, lý do là tăng nhanh tiến độ tình cảm ai có dè thằng khứa không hợp của em và cô bé over thiên kiên kiểu cấm sừng phong đến với chốn an toàn nhiều đô la hơn hai đối tượng đã đá hai đứa đều ở chung một nhà hàng đó đầu tiên là em và phong số nhỏ đi chung cầu thang máy với cô bé over cũ của phong trong thang máy chị ta cứ xà nẻo xà nẻo phong em đứng giữa hai người nhưng mà chị ta cứ cố khều khều tay của phong ở đằng sau còn nói nhớ nhung mất liêm sĩ tới mức hất em ra để đứng giữa khoác tay phong phong đẩy cô ta ra qua đứng bên cạnh nắm tay em em nhìn chị mỉa mai cô gái công cộng hám đàn ông như chị sao không đi cà hãy với đô la một đô la hai gì đó đi nói trúng tiếng lòng quá hậm hực đi ra khỏi thang máy dù chưa đến tầng chị ta bấm cơ khúc đi ra quay lại liếc thì bị em dơ ngón giữa vào mặt đáng đời cái phản bội xong kiếp nạn của phong thì đến lượt kiếp nạn của em Em và Phong đang ngồi cười ha hả ăn tối Thì thằng cha không hợp Từ đâu tới cầm ly rượu đến trước mặt em hỏi Nếu không phiền anh có thể ngồi bên cạnh Và mời Khánh Hà một ly được không Thề ngày đó mà em ngồi ăn lề đường gặp ổng Là chai nước mắm đổ đầy đầu rồi đó Thái độ em rất lòi lỡm Nhìn người yêu cũ Ghét mế chịu được Bất ngờ Phong qua ngồi cạnh em Ôm eo em nói Chú phiền thật Hơn nửa rượu của chú không hợp mời Khánh Hà đâu Nó quá rẻ tiền 10 điểm sát thương tinh thần Phong nhấn mạnh không hợp mà em ngượng giùm luôn. Trời đất, anh này em đánh giá năm sao, hai đứa hợp chỗ mỏ hổn giống nhau á. Em nhìn người yêu cũ đỏ mặt tía tai nhưng vẫn tỏ vẻ mình ổn. Thằng đó còn biểu diễn ảo thuật biến ra hoa hồng tặng cho em nữa cơ. Phong bật mốt hơn thua liền. Tháo nhẫn từ sợi dây chuyền đeo trên cổ, Phong đeo nhẫn vào tay em. Giá nhẫn tính bằng vàng trắng kim cương nha chị em. Em phải đứng hình vài phút mới tỉnh. Khúc em tự vả cho tỉnh, quay đi quay lại đã không thấy người yêu cũ đâu. Thấy Phong nhìn em cười khờ, Phong kể những đó là những kỷ niệm của bà nội trao mẹ anh lúc đính hôn. Mẹ anh đưa cho anh giữ, sau này trao nói cho người anh thấy xứng đáng. Nghe mà em trương trương nước mắt. Phong cũng thổ lộ tình cảm nhỏ nhoi trong lòng. Em vô tri nhìn nhẫn nói mẹ bảo tìm hiểu 2-3 năm. Thấy hợp mới đính hôn được, Phong bất lực cười trừ nói với em là anh già rồi, chỉ dám bất lực chứ không dám bật nóc đâu. Anh sẽ thích nghi với nét sáng nắng chiều mưa của em. Phong tỏ tình mượt quá, em tự dính bẫy luôn. Ông nói cái gì em cũng gật đầu đồng ý hết. Cuối cùng ra mắt hai gia đình, đám cưới thì hơi vội, nên tổ chức đính hôn trước. Giám đốc mừng ra mặt vì hốt được em về, cứ ôm hôn mãi. Mừng cưới hẳn hai cái sổ đỏ và mấy trăm củ hiện kim. Đúng là ông bà độ duyên hai tụi em phải về với nhau rồi, quá là hạnh phúc. Nhà tôi có bốn anh em, ai cũng yêu thương nhau. Khi trưởng thành, chúng tôi đều trời quê hương và tạo dựng được sự nghiệp khá vững chắc hàng tháng chúng tôi đều chia nhau gửi tiền sinh hoạt phí thuốc men về cho bố mẹ dưỡng già hai năm trước mẹ tôi bệnh nặng qua đời bố tôi phải sống một mình nghĩ thương bố mấy anh em tôi bàn nhau thay phiên đến nhà chăm sóc bố mọi chuyện diễn ra suôn sẻ không ai tị nạnh ai trong ngày dỗ đầu của mẹ anh em tôi phát hiện ra một cái túi chứa đầy vàng được giấu trong gối của bố lo sợ mất mát nên chúng tôi bàn bạc chia ra mỗi người giữ một ít nhưng bố tôi dằn lại túi vàng rồi nói Số tiền này là bố và mẹ các con tích cớp được Bố chưa mất các con không được chia nhau Bố sẽ giữ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay Tôn trọng quyết định của bố Chúng tôi chấp nhận nghe lời ông Nhưng để đảm bảo an toàn Chúng tôi bàn bạc bà cử một người về sống hẳn với bố Hai em út của tôi đều là con gái Phụ thuộc vào nhà chồng Nên không thể về ở chung với bố được Còn tôi và em thứ hai đều là con trai nhưng em thứ hai vốn làm trong cơ quan nhà nước muốn xin chuyển công tác cũng không dễ dàng vậy là tôi nhận phần sống chung với bố khi vợ con tôi nghe tin bọn họ la làng không cho về sống chung với bố phần vì công việc đang ổn định phần vì con cái không muốn chuyển trường rốt cuộc sau nhiều lần thương lượng tôi một mình về quê sống với bố đẻ vợ và con tôi thường xuyên ghé thăm bố tôi luôn cho rằng tôi về quê chăm sóc ông chẳng qua là vì túi vàng ông đang giữ nên thường xuyên nói nặng lời với tôi thậm chí ông còn tỏ ra keo kiệt và kỹ tính ăn uống bất cứ cái gì cũng bắt tôi phải nêu rõ mua hết bao nhiêu tiền mua ở hàng quán nào ăn trong bao lâu thì hết những lúc không may cạn ví tiền mua ít hơn ngày thường đôi chút bố lại nhiếc mốc trách tôi không nấu ăn đàng hoàng để lừa ông đưa vàng ra tôi rất tuổi thân nhưng không dám cãi lại càng không dám tâm sự với ai vì nói ra chỉ làm xấu mặt gia đình mấy tháng trước trong lúc tôi đi chợ bố té ngã trong nhà cũng kể từ đó ông bắt đầu có dấu hiệu lú lẫn không nhận ra không nhớ đồ đạc để ở đâu mấy em tôi nghe tin thì vội vàng trở về thăm bố nhưng tôi không thể ngờ họ chẳng phải vì bố mà vì số vàng bố đang giữ mỗi lần gặp mặt bố hết em nọ đến em kia hỏi thăm số vàng bố cất ở đâu bố nói năng rất lộn xộn khi ấy thì bảo không nhớ khi thì bảo đưa cho tôi cất giữ rồi chuyện này khiến mấy đứa em nhìn tôi với ánh mắt thù hằn thậm chí có nhiều lần tôi còn phát hiện ra mấy đứa em đã lẻn vào phòng tôi lục tung đồ đạc lên để tìm xem vàng đang cất ở đâu không ngờ chút vàng mà mấy đứa em tôi lại trở mặt như vậy tôi rất buồn nhưng bố đang bị bệnh tôi không thể mãi tranh chấp với mấy đứa em mà không ngó ngàng đến bố nên mặc kệ chúng làm gì thì làm chăm sóc bố là điều quan trọng nhất trên đời này Thế rồi bố tôi mất vào đêm ngày cuối cùng của năm 2023 vừa qua. Thay vì đón mừng năm mới, cả gia đình tôi tất bật lo tang ma cho bố. Mới vừa chôn cất bố xong, mấy đứa em bàn bạc chuyện chia gia tài. Bọn họ gặn hỏi tôi vàng của bố cất ở đâu. Thậm chí vợ tôi cũng thủ thủy vào tay tôi hỏi, anh có cất vàng của bố không? Nếu cất thì đưa ra đi, giữ một mình làm gì? Nhìn anh em trong nhà không hòa thuận như thế này, em thấy không ổn. Trời ngay cả người đầu gối tay ấp cũng không hề tin tôi trong sạch. Tôi nhìn vợ bằng ánh mắt té lửa. Cô ấy im bặt, nhưng tôi không biết. Trong lòng cả hai chúng tôi không ai cảm thấy ổn. Bố mất rồi, giờ anh em trong nhà lại không hòa thuận. Tôi cảm thấy bế tắc vô cùng. Nhưng rồi mấy ngày trước, luật sư gọi điện cho tôi. Ông ta nói rằng sẽ đến nhà công bố di chúc của bố tôi. Mấy đứa em tôi nghe tin thì hí hững bàn tán xôn xao rằng căn nhà mà tôi đang ở, miếng đất mà tôi đang trồng rau sẽ chia đều cho bọn họ. Bất giác tôi thấy lạnh sống lưng, tình anh em chẳng bằng chút tài sản bố mẹ để lại. Khi di chúc được công bố, tôi bất ngờ nhận được toàn bộ tài sản của bố là căn nhà và mảnh vườn tôi đang sử dụng. Còn số vàng, ông luật sư nói với chúng tôi rằng đó là vàng ông đi mượn ở tiệm vàng để thử lòng mấy anh em tôi. Nhìn mặt những đứa em xấu hổ cúi gầm xuống mà tôi không thể nào vui vẻ được. Nhưng dù sao bọn họ cũng là em ruột của tôi, nên tôi quyết định bán hết căn nhà và mảnh vườn, chia đều cho các em rồi trở về thành phố sống bằng những đồng tiền tự thân tôi kiếm được. Mấy bạn nữ bây giờ cứ kiểu vừa ghen tuông vô cớ, vừa muốn kiểm soát người yêu. Nói thiệt là cảm giác bị kiểm soát nó ngột ngạt lắm mấy bạn. Xin chào mọi người, mình tên Tuấn, 25 tuổi. Mình làm bên tiếp thị sản phẩm nên buộc phải có nhiều mối quan hệ. Bạn bè đồng nghiệp này kia, cuối tuần hay tụ tập trà triệu các kiểu. Trước đây mình độc thân nên khá thoải mái giờ giấc, muốn đi thì đi, về thì về, chả ai cào nhau. Đến khi có bồ thì rất là mệt mỏi. Người yêu mình tên Hương còn đang là sinh viên. Lúc đầu mới quen mình thấy em khá xinh xắn hoạt bát tính tình hiền lành dễ chịu. Nhưng quen được nửa năm thì em bắt đầu có thói quen kiểm soát mình. Ví dụ như biết mình đi với bạn bè thì cứ cách 5-10 phút em lại nhắn tin. Mình không trép thì em chuyển sang gọi điện cầu nhau mấy câu kiểu anh về chưa, biết mấy giờ rồi không? Khi nào anh về, không được uống say đâu đấy. Một hai lần đầu mình còn thấy vui vẻ, chứ mấy lần sau mình bắt đầu thấy phiền. Kiểu như em muốn kiểm soát thời gian của mình vậy. Mình thì ghét bị gò bó lắm luôn. Lúc uống say về cảm giác rất mệt mỏi, mà em cứ gọi điện luyên thuyên mấy câu vô nghĩa như anh pha nước chanh uống đi rồi ngủ anh thay quần áo đi đã dặn đừng có uống nhiều vậy rồi mà lần sau anh hạn chế uống rượu đi xong buổi sáng em cũng có chạy qua trọ đưa cháu cho mình rồi mới lên trường học thế mà cũng không quên càm ràm mình mấy câu mới chịu tha đã nhức đầu thì thôi nghe em nói mình đâm ra bực cả ngày hôm đó mình chẳng thèm nói chuyện với em câu nào em chẳng biết mình giận tối đến lại rủ mình đi ăn mình chẳng muốn đi nên viện cớ là bảo mình hết tiền rồi không đi tưởng đỡ phiền rồi ai ngờ em vẫn mua đồ ăn sẵn chạy qua để hai đứa cùng ăn thật mình chẳng hiểu nổi em biết quan tâm cảm xúc mình hay không nữa có hôm mấy em nhờ mình đến đón về xem hư mà chỗ em dậy thêm lại xa trọ bữa đó mình có hẹn với hội bạn uống vào vài ly thì quên khuấy mất nhìn đồng hồ cũng trễ cả tiếng rồi đám bạn mình cũng kêu thôi chắc em cũng về rồi nên cứ kệ đi cả bọn ngồi uống tiếp thì từ đâu em đi đến trên người vẫn còn đeo cặp em lấy cặp đánh túi bụi vào người mình còn khóc lóc kêu mình tệ làm em phải đi bộ cả tiếng đồng hồ đang có hơi men nên mình quát lại hỏi em sao không gọi điện nhắc mình thì em kêu máy hết pin thế có phải lỗi cho mình đâu ai chẳng có việc riêng đâu phải lúc nào mình cũng chăm chăm vào việc đón đưa em được vừa bực vừa giận em cư xử vô lý mình đuổi em về rồi thông qua hội bạn mình quen được một chị tên Mai là mẹ đơn thân nhưng trông trẻ hơn so với cái tuổi 32 lắm tụi mình đi uống chung được vài lần thỉnh thoảng cũng có đi riêng hai người nhưng chỉ là đi nhậu bình thường thôi say rồi thì mạnh nay nấy về mình cũng đã kể cho em nghe Nhưng em vẫn ghen điên lên Bảo là mình tránh xa chị ấy Còn kêu lửa gần trơm lâu ngày cũng bén Em không muốn mình giao du với chị đó nữa Mình kêu là mình đối với chị Mai như là chị gái Chả có ý gì khác Thì em phản bác kiểu Anh không thích cũng đâu có nghĩa là chị kia cũng vậy Lỡ lúc say không kiềm chế được Hai người có gì đó vượt giới hạn với nhau thì sao Nói thật nghe xong, mình giận lắm vì em chẳng tin tưởng mình. Mặc dù có vài lần say chị Mai cũng bảo thích mình và mình cũng để ý là mỗi lần đi riêng với mình chị ấy mặc đồ hở hang hơn bình thường. Nhưng mà mình thề là mình chưa làm gì phản bội em cả. Từ đó mình không kể với em về chị Mai nữa, nhưng vẫn qua lại với chị, vẫn đi uống như bình thường. Mới chủ nhật này chị Mai rủ mình đi sắm Tết, vì nhà chị không có đàn ông. Mình nghe cũng thương nên hộ tống hai mẹ con chị đi mua sắm thì cũng chỉ là đi sách đồ phụ chị tặng chị ba đồ linh tinh và được chị tặng lại bộ đồ gần hai cũ đang vui vẻ thì mình nhận được điện thoại của em đang mở lo ngoài cho tiện vì mình còn phải xách nhiều đồ thì em quát ầm lên là vì mình đang đi với ai bắt mình về ngay cho em thề là mình ngượng với chị mai lắm nhưng cũng xin phép về qua đến chỗ trọ em thì mình mới biết là bạn em bắt gặp mình đi chung với chị mai nên chụp hình gửi cho em em điên lên mắng mình một trận hỏi là mình là sao còn qua lại với chị ấy mặc cho mình giải thích là chỉ đi cùng thôi chứ chẳng có gì Quần áo chị Mai tặng mình, em cũng cho hẳn vào thùng rác. Lần này mình thấy em quá đáng thật. Mặc dù em chưa bao giờ tiêu tiền của mình, nhưng cũng chẳng khi nào tặng mình được cái gì quá 500 nghìn. So với chị Mai công việc ổn định, lương tháng mấy chục cũ, thì người yêu mình chỉ làm gia sư với 2 triệu rưỡi một tháng. Tối đó mình buồn, lại gọi rủ chị Mai đi nhậu. Chị an ủi mình, còn chăm sóc lúc mình say. Nói thật, đem ra so sánh, thì chị Mai cái gì cũng hơn người yêu mình. Thà là em để mình tự do, mình còn muốn yêu em thêm một thời gian nữa chứ vừa ghen tuông vừa kiểm soát như này mình mệt mỏi lắm mọi người cho mình ý kiến xem có nên chia tay không ạ à? mình thật sự muốn giải thoát khỏi em quá rồi ai cũng bảo em phúc ba đời mới lấy được người chồng như anh trung anh trung dường như hoàn hảo về mọi mặt nhà giàu có lương cao nấu ăn ngon đi làm xong về nhà luôn và lại cưng chịu vợ đó là mọi người nghĩ chứ ở trong chăn mới biết chăn có trận nhà chồng em vốn nổi tiếng là gia đình gia giáo học thức lễ nghi trong khi nhà mẹ đẻ em chỉ làm nông bố thợ xây hồi đầu lấy nhau người ta nói đũa mốc chọi mâm son rồi hay con này bỏ bùa thằng trung chứ cái ngữ đó thì may mắn có chồng hiểu nên anh luôn động viên em mặc kệ mấy lời đồn đại cái chính là anh thật lòng yêu em bố mẹ chồng em có mỗi anh trung sự yêu thương của ông bà dùng hết cho chồng em vốn ban đầu mẹ chồng định may mối anh trung với cô con gái bạn của mẹ nhưng anh không đồng ý nhất quyết đòi lấy em vì vậy mẹ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với em có chồng em hoặc bất cứ người ngoài nào đến thì bà hăng say diễn vai người mẹ chồng tuyệt vời nhất quả đất bà từng gọi em ra gốc riêng nói nhỏ tôi chẳng ưa gì chị chẳng qua con tôi đội cưới thì tôi mới phải chịu thôi thế mà mấy năm vẫn không có nổi đứa con thật vô dụng nuôi tốn cơm tốn gạo chỉ bằng cho cháu ăn còn hơn dù tuổi nhục lắm nhưng em vẫn giữ kín chuyện kể ra khiến hai mẹ con anh trung cãi nhau thì càng làm bà thêm ghét em thôi em cũng đi chạy chữa tìm hiểu nhiều nơi, thử mọi phương pháp từ tây y đến đông y, thậm chí cả cúng bái, có lẽ duyên chưa đủ nên con chưa tới. Mẹ chồng thì gấp gáp muốn có cháu, người trong cuộc như chồng em lại không mấy mặn mà chuyện con cái. Cứ ngỡ chồng yêu chồng hiểu là tốt rồi. Thế mà hôm trước chị đồng nghiệp nói với em, sướng nhất mày, nọ chỉ thấy chồng mày túi lớn túi bé toàn đồ hiệu, nào mang đi cho các chị chim ngưỡng nào. Rất bất ngờ vì em chưa nhận được gì từ chồng nhưng để giữ thể diện em cười cho qua tính chồng em cần mua đồ cho khách hay cho người nhà đều thông báo với em nghĩ là sắp đến kỷ niệm ngày cưới nên chắc anh trung định tạo bất ngờ đây em hào hứng nguyên tuần đến ngày kỷ niệm chồng em dẫn em đi ăn và tặng chiếc ô tô dù món quà có giá trị cao ngất em từng được nhận em lại thấy buồn đống đồ hiệu kia chồng em tặng cho ai mối nghi ngờ càng tăng khi em nhặt được sợi mi giả ở bồn tắm sau một tuần đi công tác về lông mi em dài công sẵn nên không dùng mi giả bao giờ mẹ chồng cũng không dùng vậy của ai đây lúc này em hoang mang lắm rồi miệng lẩm bẩm mình phải bình tĩnh tránh suy nghĩ vớ vẩn mà phá hỏng mối quan hệ này tiền nhiều để làm gì để thuê thám tử theo dõi phải có bằng chứng chính xác mới tin và sau này có ly hôn mới có lợi văn phòng thám tử này chuyên nghiệp quá trời rất nhanh em nhận được thông tin Chồng em có một căn chung cư riêng ở tòa nhà công ty. Hiện tại chưa phát hiện có cô gái nào sống ở đấy. Đứng tên căn chung cư là anh Cường, bạn thân của chồng em. Nhưng gia đình anh Cường đi nước ngoài mấy tháng trước rồi. Sao chồng em vẫn lui tới đó? Dọn dẹp thì thuê người là được mà. Hay là hai ông này bao che cho nhau ngoại tình? Càng nghĩ càng rối. Đến đây em tự mình tìm hiểu. Em hỏi khéo vợ của anh Cường thấy chị cũng không biết có căn chung cư kia. Suy đi tính lại chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất trong tủ đồ của hai vợ chồng cứ thẻ hay khóa lạ là em cầm hết đúng dịp anh Trung đi bonding công ty em phải hành động liền thử hơn chục cái khóa cuối cùng cũng mở được em chết lặng không biết đến bao lâu chân tay mới cử động lại được giá như em không mở cánh cửa này ra thì tốt hơn đập vào mắt em là những tấm ảnh tình cảm của chồng em và anh cường những tấm ảnh giả gái của chồng em hóa ra bao lâu nay em là bình phong cho cuộc tình đồng giới này Sốc hơn là thứ thuốc bổ anh Trung mua hàng ngày em uống có thể khiến em vô sinh. Anh kinh tởm chuyện chăn gối vợ chồng. Thà anh ngoại tình với một cô gái em còn đỡ đau hơn. Tình cảm mấy năm qua vô nghĩa. Tất cả đều là lừa dối. Bây giờ em không biết phải làm sao. Anh bảo hết tiền thì để anh chuyển. Chứ anh bảo anh cho à. Vợ chồng lấy nhau về còn phải trạch rồi. Mà giờ anh đã cho em vay lúc khó. Em còn định đớp mất không trả là như nào. Ôi trời ơi, em vừa cãi nhau với thằng người yêu em xong, mà khả năng sau hôm nay sẽ thành người yêu cũ. Cả nhà nghe xong phân xử giúp em với. Em là Hương, yêu anh Thắng được hơn một năm rồi. Tình cảm hai đứa cũng nồng thắm, ok la lắm. Em làm nhân viên văn phòng, anh Thắng làm IT. Trước hai đứa làm lương tương đương nhau thì em chủ động đề nghị xe tiền. Anh cũng đồng ý, dạo gần đây anh mới nhảy việc, lương tăng gấp 3, Vậy mà mọi thứ vẫn y như trước, nói không tuổi thân là giả. Nhưng mà thôi kệ, người ta không cho thì mình cũng chẳng đòi, không khéo lại bị bảo là đào mỏ. Bà sắp Tết rồi, con gái có mỗi mấy ngày Tết để chương diện, nên em cũng cố gắng sắm sửa. Chỉ có điều lương hơi hẻo mà thưởng chưa tới, ai làm văn phòng chắc biết, ngày mà nhận thưởng thì còn kịp quần áo tóc tai gì đâu, nên em cũng đau đầu lắm đây. Sương sương thì em đã mua hai bộ áo dài hơn hai cũ, một đôi cao gót cũng gần cũ, Tóc mới cả cắt lẫn nhuộm ba cũ, mà tóc mới thì đương nhiên móng cũng phải mới cho hợp phong cách 5 lít nữa. Đấy là chưa kể son phấn các thứ cho hợp với màu tóc mới, rồi cả túi sách phụ kiện. Đấy, xương xương cũng hơn một tháng lương, không mua nhanh thì không có mà mua, mà mua thì cái bụng rỗng không à. Vì một cái Tết xinh đẹp trạng người, em đành thực hiện chiến dịch, thắt lưng buộc bụng. Sáng ra em ăn một quả trứng luộc, tối về em ăn trao cải luộc, còn trưa thì em nhịn, vừa gầy xinh vừa tiết kiệm cũng chẳng có gì cho đến một ngày đẹp trời em đi date cùng người yêu. Đang đi ra đón người yêu, bỗng dưng em say sẩm mặt mày, ngất cây đùng, mở mắt ra đỡ trong viện. Sau khi nghe em kể những khó khăn của con gái nhân dịp Tết nhất, với những váy vóc quần áo tóc tai, anh bật cười. Ôi trời, người yêu hết tiền sao không bảo anh? Anh vừa được thưởng Tết tận 50 cũ, người yêu thiếu bao nhiêu để anh chuyển. Có người yêu kiếm ra tiền mà phải nhịn ăn là như nào? Em làm anh buồn quá. Ôi, em nghe xong mà huyết áp tăng vọt luôn, hóa ra chẳng phải do người yêu vô tâm mà do anh không biết cách thể hiện phù hợp thôi. Thưởng anh tận 50 cũ cơ mà, em mạnh dạng order 5 cũ thôi, có 1 phần 10 vui vẻ ấm áp mình đi xin cũng phải biết điều chứ. Sao hôm đó chi phí ăn uống cũng là do anh trả, hết ý. Em cũng chẳng cần đâu, nhưng mà được người yêu chăm lo, con gái ai chả thích. Đấy, đang ngọt ngào thì đụng cái trời, ơi, mọi người không thể tưởng tượng nổi đâu. Oh my God, sau khi biết em có thưởng, Thắng đã đòi năm cũ chuyển cho em và cả mấy bữa ăn nha. Anh ta nói như này, em có thưởng rồi thì chuyển anh 5 triệu, cả tiền ăn uống nữa. Anh tính ăn hết hơn hai cũ, thôi bỏ số lẻ, em chuyển anh một cũ tổng là 6 cũ từ nọ đến nay anh lỡ bao nhiêu lãi gửi tiết kiệm rồi đấy Ôi em sốc ngang luôn Lần đầu thấy chủ động Chuyển tiền cho người yêu mà đòi lại đấy Em chuyển trả ngay hẳn 7 triệu Xong chửi thẳng ở đâu ra loại đàn ông như thế Không cho thì thôi bày đặt đề nghị xong trách em là mất lãi của anh ta Gớm báu quá đi Mà thằng đó vẫn chày cối cãi được như này mới tài chứ Anh bảo hết tiền thì để anh chuyển Chứ anh bảo anh cho à Vợ chồng lấy nhau về còn phải trạch rồi Mà giờ anh đã cho em vay lúc khó Em còn định đớp mất không trả là như nào Oh my god Hóa ra anh chuyển khác anh cho Đấy các chị em để ý nha Tết nhất rồi là phải tìm người yêu mới đây Mọi người ở đây có ai đang chạy KPI có người yêu trước Tết không cả nhà Chứ em là em mới có rồi đó nha Xin chào mọi người, em tên Quang, 23 tuổi Em đang làm marketing Chuyện là công ty em tổ chức tiền tất niên sớm Em với hai anh chị trong team kế toán Được xếp giao nhiệm vụ là đi thuê chỗ làm bạc ti và set up tiệc Một người thống nhất là chỗ có hồ bơi Không gian thiên nhiên chút để tha hồ quậy mới chủ nhật tuần trước thì công ty em có buổi tất niên hoành tráng luôn tôi nói bữa đó nha mấy chị trong công ty còn diện với các kiểu nhìn hết sảy con mà bảy luôn mình tiếc con cái mấy chị có gia định trên có <laughs> mỗi chị hà làm bên nhân sự là chưa mà ngặt nổi là bắt có bộ rồi bởi vậy á em với mấy ông trong công ty chỉ nhìn thôi chứ dám ve vãn gì đâu mà mấy ông ngó là ngó gái chứ em á là em ngó mấy cái đầm nha mấy chế <laughs> tầm 11 giờ hơn á, thì mấy ông bà có gia đình con cái xin phép về trước còn á, cả công ty ở lại qua đêm chứ cũng tầm 7 tám người á nếu đó ai cũng có hơi men rồi Cho nên cả đám quyết định xúm lại chơi trò Truth or Dare Đó Thề nha, ai cũng hào hứng nha Mà hào hứng nhất là sếp của tụi em Tại sếp nói, người say sẽ nói lời thật lòng Sẵn tiện coi có ai bất mãn gì về sếp không mà đó, cho nên là tụi em á đâu ai dám chọn truth đâu Sợ sếp hỏi trúng câu nào khó đỡ thì toan sao <laughs> Tới lượt em, em cũng noi gương mấy anh chị đi trước Em chọn thử thách chứ ngu gì chọn sự thật đúng cả nhà Tại hôm đó em cũng say hỏi Sợ chọn thiệt á, là sợ cái miệng em nó nó đi xa nữa, nó hại cái thân nữa Mà không biết làm sao móc trúng được cái thử thách oái âm ghê Đó là bạn phải uống một ly rượu dao bôi với người ngồi cạnh bên trái má mà bên trái em mọi người biết là ai không vợ trời má ơi xếp đạt đó má em với ông bốn con mắt nhìn nhau kiểu bất lực mấy anh chị xung quanh thì hào hứng dữ lắm tẩm tỉm cười không à mà lỡ chơi gọi đấu trốn rồi đâu cả nhà xếp đạt thấy em khó xử cũng kêu chứ quan có rượu đi anh độc thân chú cũng chưa có bộ sợ mẹ gì rồi, Sẽ anh nói gì thì em chưa tới luôn Em cầm lấy rượu dòng qua tay ổng Nói chung là khoảng cách hơi gần Nên em nghe được cái tiếng xếp đạt thở Không biết vì rượu hay vì hồi hộp mà em thở nhanh hơn nha trời Đấy Tới lúc kề sát mặt xếp đạt thì tim em muốn văng mọi ra ngoài luôn trời Đã vậy anh Tùng trứng phòng marketing ở ngoài còn hô vang chứ Phu thê hợp cẩn đưa vào động phòng nữa chứ Trời 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 Em ngượng đỏ cái mặt luôn mọi người Uống xong ly rượu xếp đạt còn treo em kiểu đàn ông với nhau ngại gì em thôi cũng khuya rồi mọi người giải tán về ngủ đi ở đây có bốn phòng chia ra hai người 1 phòng đi anh ngủ chung với Quang còn lại mọi người tự chia vậy nha nghe xếp đạt chia phòng xong mọi người nhìn em kiểu Chắc chắn có gian tình gì gối tụi bé giấu cái gì anh <laughs> thấy mọi người cười bí ẩn vậy em lo ghê trời mà nhìn xếp đạt đàn ông vậy chắc không sao đâu mọi người ha em tự trấn an mình vậy á chứ ai biết về phòng xong á em xin phép đi tắm rửa trước xong phóng lên giường đợi em ra xong thì xếp đạt mới đi tắm mà cấn chỗ là ông tắm ra nhưng không có mặc quần áo mọi người trời nó ơi ông quấn một cái khăn tắm mà tôi nó cơ bụng sáu muối lộ ra rồi lúc đó em đang say mà gồng nó có nổi nữa chứ em cứ nhìn chầm chầm xếp đạt này đây, đây 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 tới cái đoạn chấn động nè trời xuống đó khiến sam chủ động bật dậy lấy chọn cái áo thun với cái quần sọt đang để trên ghế trời ngu chưa mà chưa kịp đưa tận tay đâu nha thì ông bắt lấy tay em kéo em sát rạc vô người ổng kiểu rượu cho bôi cũng uống rồi hay là giờ anh với chú làm bước tiếp theo đi trời má trời má gì vậy em xỉu ngang đó mọi người quyến rũ vậy sao con bóng ngồng như em chịu nổi chứ lúc em kịp định hình sếp đạt đẩy em lên giường rồi nha đang tất nhiên vui vẻ thì bị bắt động phòng chứ. hai năm trong trắng của em trời đất ơi mà thôi sao hôm đêm đồng cháy thì sáng ra sếp đạt dậy sớm ôm ấp hỏi hang em đủ kiểu còn em như thiếu nữ e thẹn ngượng ngùng lắc đầu rồi đó sếp đạt cũng kêu chứ Ờ, thôi lỡ rồi. Tối qua anh say quá không kiềm chế được hành động. Thôi thì để anh chịu trách nhiệm với quan. Là sếp say dữ chưa? Say mà hành người ta đến tận sáng mới tha. Sau ngày hôm đó tụi em xác định quan hệ thành người yêu. Sếp đạt quan tâm em, công khai em trên công ty luôn cả nhà. Mọi người cũng ngầm hiểu nên trêu em dữ lắm. Tới giờ mới biết nha, ở đây cũng biết sếp đạt công luôn á trời. Tại nhìn ổng men quá, em đâu có lường được vụ này đâu. Mà sao sáng nay em thấy ổng đi ngang chỗ anh Tùng rồi nháy mắt cười cười bảo chứ. Cảm ơn chú nha, nhờ chú mà anh có bồ đó Ủa, làm sao vậy? Em hỏi ra mới biết mọi người Cái vụ thử thách của em hôm bữa chỉ là uống một ly với người yêu bên cạnh thôi Lộn với người bên cạnh thôi Còn chú giao bôi là do ông Tùng tự thêm vô á Trời má ừ, Thôi công đội ơn anh nha Nhờ chú giao bôi của anh mà em có bồ Anh Tùng công đức vô lượng Nhiên yeah.